đến với kênh Mách Tiếng Việt Channel. Chúng tôi tự hào là hệ thống mách tiếng chính hãng hàng đầu tại Việt Nam về giá và chế độ hậu mãi. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn hệ thống làm tròng kính tự động tại Mách Tiếng Việt. Với hệ thống này thì nhưng đối với những cái tròng kính cận, loạn, viễn hoặc là đa tròng thì sẽ làm và lấy liền ngay tại được Mách Tiếng Việt. Và chúng tôi xin giới thiệu, đây là anh Hòa, trưởng phòng kỹ thuật của Mách Tiếng Việt, sẽ nói rõ hơn chia về hệ thống này. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về quá trình làm chiếc máy này cũng như là ưu điểm của chiếc máy này. Hiện tại thì chiếc máy này bắt đầu tiến hành bước vào quá trình là mài kính thôi. Về ưu điểm của chiếc máy này, đầu tiên cái ưu điểm có thể nói là một kỹ thuật phá mới nhất so với những người kỹ thuật viên, đó là về cái mảng thời gian mài kính rất là nhanh, rút ngắn thời gian rất là nhanh, mình không cần phải mài thô như trước kia nữa. Cái ưu điểm thứ hai là về cái khả năng mài của nó rất là tinh xảo, chính xác, tuyệt đối đối với tất cả các loại tròng kính. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.